Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video buổi chiều ngày 9 tháng 1 năm 2023. Bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều. Và để mở đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và các bạn. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an và thành công may mắn trong cuộc sống. Trong buổi chiều ngày hôm nay, bây giờ là đầu giờ chiều, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi dạo một vòng ở tại phố xá trung tâm, rồi sau đó mình về bên chợ Bến Thành, điểm thu đổi ngoại tệ. Hôm nay Tường Vũ Channel sẽ đi đổi đô la để xem thử đồng tỷ giá ngày hôm nay tăng lên hay là hạ xuống so với những ngày trước đây. Do bởi có nhiều anh chị cô chú Việt Kiều bên nước ngoài trở về Sài Gòn đón Tết Quý Mão năm 2022, có đề nghị Tường Vũ Channel thực hiện tiếp một cái video clip về điểm thu đổi ngoại tệ ngay chợ Bến Thành. Cho nên trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ cố gắng đi cập nhật một vài tuyến phố trung tâm để xem thử là không khí chuẩn bị đón Tết Quý Mão năm 2023 như thế nào. Và phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là công viên Thống Nhất, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường Công Lý ngày xưa, và đường Lê Duẩn là đường Thống Nhất năm xưa, cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ xuất phát tại vị trí này, ở phía bên tay phải là Dinh Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Ngày hôm nay chúng ta lại bất ngờ thấy được một đoàn xe đạp xích lô rất quen thuộc những năm xưa. Năm xưa thì Sài Gòn có nhiều xe xích lô rồi xe ngựa nữa. Ngày nay thì không còn, nhưng mà thời điểm gần đây thì do lượng khách du lịch nước ngoài, du lịch quốc tế đến với Sài Gòn đông hơn và họ có nhu cầu sở thích ngồi trên những chiếc xích lô đạp này để mà dạo quanh phố xá trung tâm. Mình đứng đây vài phút thôi để cập nhật rồi chúng ta di chuyển về hướng của chợ Bến Thành, trực tiếp vào đổi đồng đô la Mỹ, xem thử đồng đô la Mỹ tỷ giá buổi chiều ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2023 như thế nào. Thì Tường Vũ Channel sẽ cập nhật để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và chúng ta bắt đầu di chuyển theo con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay, rồi mình sẽ di chuyển về con đường Lê Duẩn, cập nhật tình hình phố xá ở trung tâm Sài Gòn. Đây là Dinh Thống Nhất này các bạn, Dinh Thống Nhất. Phía trước màn hình của chúng ta là đường Lê Duẩn, đường Thống Nhất ngày xưa. Phố xá trung tâm Sài Gòn chuẩn bị đón xuân, xuân Quý Mão năm 2023. Cho nên các con phố trung tâm chúng ta thấy bông hoa trang trí rất là nhiều, rất đẹp. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì bắt đầu Việt Nam bước vào những ngày đón Tết Nhâm Dần, những ngày đón Tết Quý Mão. Năm nay nhộn nhịp quá, hoa các bạn thấy không nè, công viên Thống Nhất nè, nhìn thấy sắc xuân tràn ngập. Công viên Thống Nhất này cây rất là nhiều và rất là mát các bạn, thu hút nhiều bạn trẻ cũng như là du khách thích đi bộ để ngắm đường phố Sài Gòn. Chúng ta sẽ di chuyển về bên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đây là ngã tư đường Pasteur và đường Lê Duẩn các bạn.
bông hoa được trang trí rất là nhiều ở hai bên đường này, thấy không? Đẹp quá. Bạn thấy không? Bông hoa nè. Hai bên luôn nha các bạn. Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới thành công, bình an và luôn hạnh phúc. Sắc xuân tràn ngập, sắc xuân khoe sắc màu. Nhân tiện đi đổi đô la cho nên cập nhật một vài tuyến đường để gửi đến quý vị ha. Mình sẽ rẽ tay phải để vào con đường Paris, đường công xã Paris, cô chú anh chị và các bạn. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Vương cung Thánh đường vẫn đang trong quá trình đại trùng tu, chưa thấy xong các bạn, thời gian còn rất là lâu luôn. Theo dự kiến chắc phải sau năm 2025 á, nhiều công đoạn cần phải làm. Đây là công viên ở phía trước của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn các bạn. Cập nhật vài hình ảnh nơi đây để gửi đến quý vị nhé. Những hình ảnh Sài Gòn rộn ràng đón xuân sẽ mang đến cho nhiều cô chú anh chị và các bạn sống bên hải ngoại năm nay chưa trở về Việt Nam được, phần nào đó cũng sẽ thấy được cái hình ảnh nhộn nhịp, hình ảnh tất bật rộn ràng chuẩn bị đón xuân của Sài Gòn nói riêng và cả nước nói chung. Bây giờ chúng ta đang đi vào con đường Đồng Khởi, tức là con đường tự do ngày xưa. Ngày hôm nay mình chủ yếu là cập nhật cái không khí chuẩn bị đón Tết của Sài Gòn để chia sẻ đến quý vị ha. Hầu như tất cả hàng quán, công ty, văn phòng, trung tâm thương mại đã đều trang trí một cái sắc của mùa xuân, bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Chúng ta di chuyển thẳng về bên chợ Bến Thành. Hôm nay mình sẽ vào tiệm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm ha. Không biết là buổi trưa, buổi chiều ngày hôm nay có đông người đổi đô la hay không. Chắc chắn thì Tết mà Việt Kiều về nước nhiều. Năm nay dự kiến là Việt Kiều Mỹ, châu Âu, Canada, Úc về Việt Nam đón Tết đông lắm. Và chắc chắn thì Việt Kiều nước ngoài về nhiều sẽ mang đồng ngoại tệ về Việt Nam nhiều hơn. Trên trước màn hình của chúng ta là Ủy ban thành phố, bông hoa khoe sắc luôn các bạn. Không, đi chậm chậm nữa, cập nhật cho các bạn xem. Quá đẹp.
đây là ngã tư của đường Pasteur với lại đường Lê Thánh Tôn này các bạn. Hơn 10 ngày nữa thôi là chúng ta bắt đầu đón Tết Quý Mão rồi. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 1. Ngày 22 tháng 1 là ngày mùng 1 Tết. Cho nên cái không khí rộn ràng đang tất bật. Đặc biệt các ngôi chợ bán hàng Tết rất đông. Du khách quốc tế, đặc biệt là người nước ngoài, người ta thích cái Tết của Việt Nam hơn, vui hơn, đông hơn và có thể nói là nhộn nhịp hơn luôn các bạn. Đây là đường Lê Thánh Tôn đó. Đó, thấy không? Phía bên đây người ta bán rất là nhiều hàng cho nên là mọi người đang tất bật để mà đi chụp ảnh kỷ niệm ở tại chợ Bến Thành. Đây là nhiều người nước ngoài người ta cũng về để đi du lịch nè, tham quan mua sắm. Đây là cửa đông, cửa đông chợ Bến Thành. Đi ngang qua đây nghe mùi sầu riêng quá trời luôn. Ở phía trước màn hình của chúng ta là đại lộ Lê Lợi các bạn. Ngày hôm nay dựng nhiều màn hình lớn để mà trực tiếp các cái trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam tham dự cúp AFF năm 2022. Và tối ngày hôm nay lúc 19:30 ngày 9 tháng 1 sẽ diễn ra trận đấu lượt về vòng bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Được đi diễn ra cách đây 3 ngày ở trên sân của Indonesia, chúng ta đã cầm chừng được Indo với tỷ số 0-0. Cho đó buổi tối ngày hôm nay sẽ trận quyết định đội nào giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về bên tiệm vàng Hà Tâm để đổi đô la nha cô chú anh chị và các bạn. Công trường Quách Thị Trang. Mọi người đang chụp ảnh rất là đông ở phía trước chợ Bến Thành.
Hiện tại chúng ta đang đứng ở phía trước cửa Tây của chợ Bến Thành. Và bây giờ mình sẽ đi bộ sang tiệm vàng Hà Tâm để mà đổi đô la Mỹ ha. Hôm nay mình sẽ đổi 1.000 đô la Mỹ nha cô chú anh chị và các bạn. Ở phía trước cửa Tây chợ Bến Thành thì có trang trí nhiều cây mai vàng rất đẹp. Và có rất nhiều du khách người ta đi vào tham quan chợ Bến Thành. Phía trước màn hình của chúng ta là điểm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm, bên phía tay trái là Mai Vân. Thì hôm nay mình sẽ đi vào bên Hà Tâm để chúng ta đổi xem thử là tỷ giá của đồng đô ngày hôm nay bao nhiêu. Hôm nay mình sẽ đổi 1.000 đô la Mỹ. Bây giờ là 2 giờ chiều nhưng mà người ta đi đổi rất là đông ha. Đã xếp hàng nè. Chưa biết là đồng hôm nay tỷ giá là bao nhiêu ở người nước ngoài. 300 đô sinh hả? Đô Mỹ. Đổi tiền Việt, có tiền tài. Thì chị đổi nhiêu? 20 đúng không? 200. 200 hả? Hôm nay mình sẽ đổi 1.000 đô la Mỹ để xem thử là tỷ giá là bao nhiêu. Và phía trước màn hình của chúng ta thấy thì đang có rất đông du khách, khách du lịch cũng như là khách quốc tế đang bắt đầu xếp hàng chờ đổi đô la. Phía bên kia là Mai Vân, cũng đang có rất đông người để mà chờ đổi. Ở đây thì đang cũng có rất nhiều người xếp hàng để mà chờ đổi đồng đô la Mỹ. Chưa biết là hôm nay chắc khoảng theo mình dự đoán tỷ giá ngày hôm nay chắc khoảng tầm chưa tới 24 đâu, 23 mấy thôi. Có thể là 236 hay là 2350 mấy. Mọi người thôi, mọi người bút ráp đi chứ. Mọi người chờ. Thôi vậy em đi qua bên kia nha, xong Phong gọi cho em là ở đâu nha. Ok. Là cái chỗ mới là ở đâu? À, để chị gọi địa chỉ cho. Dạ. 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 5 khu vực này chủ yếu là khách quốc tế rồi khách du lịch. Khách du lịch trong nước rồi khách du lịch nước ngoài. Người nước ngoài đổi rất là nhiều. Cửa Tây chợ Bến Thành này. Ở đây chúng ta đổi thì cũng nên lưu ý là khi mà bên trong đưa tiền mặt cho chúng ta phải kiểm tra kỹ lại các bạn, bởi vì sau khi mà rời khỏi quầy thì
ở đây người ta không có chịu trách nhiệm nha. Phải kiểm tra đủ tiền, kiểm tra tiền xem đủ hay không, và tiền Việt Nam có bị rách hay không thì chúng ta đổi lại. Và tỷ giá đô la thì nó tùy vào tờ mới nhất thì người ta sẽ đổi mình giá cao nhất. Còn tùy vào tiền cũ, tiền bị rách, bị nhầu, bị gấp gì đó thì sẽ có tỷ giá thấp hơn. Tỷ giá cao nhất tại thời điểm chúng ta đổi là áp dụng cho đồng đô la mới 100%. Cho nên khi chúng ta đi đổi đô la Mỹ hay là các đồng đô la khác, đồng euro cũng vậy, chúng ta phải kiểm tra kỹ trước khi rời khỏi quầy. Đang có rất đông người đứng để mà chờ đổi nè các bạn. Xếp hàng chờ đổi mới được nha. Hôm nay đô la lại xuống giá nữa rồi. Chắc chắn là tỷ giá đồng euro hay là đồng đô la Mỹ, đồng đô la Canada hay đồng đô la Úc, mỗi một ngày cái tỷ giá nó thay đổi liên tục luôn. Ngày hôm nay mình chưa biết là tỷ giá nó còn bao nhiêu nữa. Quý khách kiểm tra tiền hàng trước khi rời khỏi cửa hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát hao hụt về sau. Đó, cho nên là trước khi rời khỏi quầy, cô chú anh chị và các bạn nhớ kiểm tra kỹ nha. Em đổi 300 đô xin nữa. Lấy đô bao nhiêu vậy? Hả? Bán đô. Sao xuống dữ vậy hả? Cho cái giấy luôn. Cho cái giấy luôn. Cũ hả em? Không. Thì mới nhất là bao nhiêu? Hả? À. Con này úa hả? Còn dưới này?
À, tức là cao nhất là đây hả? Đô sinh của con. À. Rồi ok em. Không cần đâu, chỉ cho nè, xuống sơ phục không được sống mọi người hả? Mà tại sao nó bị vậy? Em lên đây để chị lấy tiền Việt thôi, chị đợi chị lấy tiền Việt. À, đợi cho em tiền đô 10 triệu. Nhớ này. Như vậy là hôm nay mình đổi 1.050 đô la Mỹ là được 24.027.000. Như vậy trị giá đồng đô la mới nhất được mua trong ngày 9 tháng 1 năm 2023 là 2.343.000 đồng, 100 đô la. Cho nên khi mà chúng ta đi đổi đô la Mỹ thì tùy vào mệnh giá mới hay là cũ, úa màu hay là đồng đô nó bị nhân gấp thì có cái trị giá đổi nó khác nhau nha cô chú anh chị và các bạn. Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.